Kính chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý bà con, hai chuyện trái ngược liên quan đến lĩnh vực khai thác thủy sản. Một nơi thì ngư dân không dám ra khơi vì sợ thua lỗ, còn nơi khác thì ngư dân lo lắng vì sẽ không được ra khơi do không đủ điều kiện. Những câu chuyện đáng chú ý này sẽ được chúng tôi chia sẻ trong chương trình hôm nay. Cùng với đó là những thông tin nổi bật liên quan đến hoạt động sản xuất nông lâm ngư nghiệp sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trong chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Xin mời quý bà con cùng quan tâm đồng hành với chương trình. Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có khoảng 844 cơ sở thu mua sơ chế rau các loại nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Lâm Đồng có gần 180 hectare nông nghiệp ứng dụng công nghệ cảm biến mang lại hiệu quả kinh tế cao. Lo sợ lỗ nặng, nhiều tàu cá đánh bắt xa bờ không ra khơi. Chuyên mục con số hôm nay, sâu keo mùa thu gây hại cho 15.000 hectare cây trồng, cần huy động tổng lực để phòng trừ. Chuyện nhà nông, sức sống mới ở Đơn Dương. Mở đầu chương trình hôm nay như thường lệ sẽ là những thông tin sản xuất đáng chú ý được chúng tôi cập nhật từ tỉnh Lâm Đồng. Thưa bà con, ngành nông nghiệp Lâm Đồng cho biết toàn tỉnh hiện có khoảng 844 cơ sở thu mua sơ chế rau các loại. Trong đó có khoảng 15% số cơ sở có quy mô sơ chế trên 1.000 tấn một năm, số còn lại là cơ sở nhỏ lẻ, quy mô dưới 1.000 tấn một năm. Theo đánh giá của ngành chức năng, tuy Lâm Đồng số lượng cơ sở chế biến rau khá cao, nhưng hầu hết có quy mô nhỏ lẻ, chủ yếu sơ chế thủ công và đa số chỉ loại bỏ lá già, sâu, bệnh, sau đó xuất đi tiêu thụ nên tỷ lệ sơ chế đóng gói theo đúng quy định còn rất thấp. Hiện nay chỉ có trung tâm sau thu hoạch làm dịch vụ sơ chế nông sản cho người dân, chủ yếu là rau, quả tại công ty Phong Thúy, huyện Đức Trọng, là áp dụng nông nghiệp thông minh, sử dụng máy rửa và phân loại cà chua dựa trên màu sắc và kích thước của quả. Vì vậy, nhằm nâng cao giá trị nông sản, Lâm Đồng cần có các chính sách phát triển lĩnh vực sơ chế, chế biến nông sản, đáp ứng tốt hơn sự phát triển về quy mô, sản lượng của nông sản địa phương đang ngày một nâng cao. Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân các cấp tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức 931 buổi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 7.000 hội viên nông dân tham dự về các kỹ thuật sản xuất mới tiên tiến. Qua đó đáp ứng yêu cầu về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đang phát triển mạnh tại địa phương. Các kỹ thuật sản xuất mới được chuyển giao như tưới nhỏ giọt cho cây trồng, cách sử dụng phân bón mùa khô, cách chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh tại cây trồng, kỹ thuật chăm sóc cà phê sau thu hoạch, kỹ thuật tưới cây mùa khô, kỹ thuật trồng và chăm sóc rau, hoa, bưởi da xanh, kỹ thuật chăm sóc cà phê, tiêu, sầu riêng, tre tầm vông. Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn cho 200 hội viên nông dân về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây chanh dây, cà chua, tập huấn các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, kỹ năng thành lập tổ hợp tác xã. Với những kiến thức được trang bị, nông dân Lâm Đồng đã tiếp thu những kỹ thuật canh tác mới, từ đó nâng cao năng suất chất lượng cây trồng, đáp ứng yêu cầu về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đang phát triển mạnh tại địa phương. Cũng liên quan đến phát triển nông nghiệp công nghệ cao, Lâm Đồng đang đẩy mạnh phát triển nông nghiệp thông minh, trong đó áp dụng hệ thống quản lý đồng bộ, điều khiển tự động qua hệ thống cảm biến kết nối với hệ thống computer với diện tích gần 180 hectare. Những ứng dụng này không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường và hạn chế việc lãng phí các nguồn tài nguyên. Trong đó nhiều nhất là công ty Đà Lạt Hasfarm với 167 hectare, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Trường Hoàng 6 hectare, công ty Pan Salabo 5 hectare, công ty rừng hoa Đà Lạt 0,18 hectare, trung tâm nghiên cứu thực nghiệm nông nghiệp Đà Lạt, tập đoàn Lộc Trời 0,1 hectare. Với việc ứng dụng công nghệ điều khiển tự động, hệ thống thông tin chính xác trong sản xuất nông nghiệp giúp người sản xuất thiết lập dữ liệu trên phần mềm điện tử đối với các yếu tố vi khí hậu, môi trường và dinh dưỡng của cây trồng, từ đó giám sát và điều khiển việc quá trình chăm sóc bằng hệ thống mạng cảm biến một cách chính xác, kịp thời, giúp cây trồng sinh trưởng tối ưu cho năng suất và chất lượng cao, giảm thiểu lượng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón trong canh tác cây trồng, giảm nhân công lao động cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệu quả kinh tế trong canh tác cây trồng được nâng cao. Tuy nhiên, do chi phí đầu tư cao, việc áp dụng công nghệ này hầu hết chỉ ở các doanh nghiệp. Lâm Đồng cần có chính sách khuyến khích nông dân ứng dụng rộng rãi các công nghệ thông minh. Liên tục chương trình, lo sợ lỗ nặng, nhiều tàu cá đánh bắt xa bờ không ra khơi. Chuyên mục con số hôm nay, sâu keo mùa thu gây hại cho 15.000 hectare cây trồng, cần huy động tổng lực để phòng trừ. Chuyện nhà nông, sức sống mới ở Đơn Dương. Thưa quý bà con, những câu chuyện về lĩnh vực đánh bắt thủy hải sản sẽ tiếp tục nội dung của 365 ngày chuyển động hôm nay. Câu chuyện chúng tôi xin được đề cập ngay sau đây liên quan đến bà con ngư dân tỉnh Kiên Giang.
Kiên Giang có đoàn tàu cá công suất lớn, đủ điều kiện vươn khơi đánh bắt xa bờ hơn 4.200 chiếc, chiếm 40% tổng số phương tiện khai thác đánh bắt thủy sản của tỉnh. Tuy nhiên, trong số đó hiện nay, rất nhiều tàu cá không ra khơi đánh bắt, ảnh hưởng bất lợi đến nghề khai thác thủy sản Kiên Giang. Những ngày này, trên sông Cái Bé, đoạn thuộc địa bàn xã Bình An, huyện Châu Thành, tàu đánh bắt xa bờ neo đậu rất nhiều hai bên bờ sông. Nhiều tàu nằm bến từ hơn 2 tháng qua và gần như không còn khả năng ra khơi khai thác đánh bắt. Nguyên nhân chủ yếu do khai thác đánh bắt không hiệu quả, bà con ngư dân thua lỗ nặng. Đất bây giờ thì về cá mắm bây giờ nó yếu hơn ngày xưa, càng ngày càng hết đi. Và mình không có ra nước ngoài đánh bắt thì nên đánh vào vùng biển Việt Nam thôi, vì không có vi phạm vùng biển ở nước ngoài. Để ra khơi, một cặp tàu lưới cào, vốn lưu động chi phí ban đầu từ 1,1 đến 1,2 tỷ đồng cho một chuyến biển. Ngoài ra, phải ngân hàng đóng mới hoặc nâng cấp tàu cá, còn phải trả lãi hàng tháng và những khoản chi phí khác. Đánh bắt không có cá tôm thì nợ chồng lên nợ. Trong khi nhiều ngư dân tại tỉnh Kiên Giang không ra khơi do lo sợ lỗ nặng, thì tại Đà Nẵng, câu chuyện nhiều tàu thuyền không đủ chuẩn để được khai thác vùng khơi đang khiến cho nhiều ngư dân lo lắng. Theo quy định mới của Bộ Nông nghiệp, tàu cá có chiều dài dưới 15 mét sẽ không tiếp tục được cấp phép khai thác vùng khơi. Điều này sẽ khiến cho hàng ngàn tàu cá nằm trong diện phải nằm bờ khi ngư dân gặp khó khăn do phải chuyển đổi nghề khai thác cho phù hợp với quy định. Với chiều dài 14,8 mét, lâu nay con tàu này vẫn khai thác ở vùng khơi trên các ngư trường truyền thống Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn nữa, khi giấy phép khai thác không còn hiệu lực, rất có thể nó sẽ phải nằm bờ bởi chủ tàu không đủ điều kiện để chuyển đổi nghề từ vùng khơi vào vùng lộng. 14,8 mà không cho mình khai thác vùng khơi nữa thế, thì vùng cái nghề đó là chắc có lẽ mình bán rồi cũng chưa chắc ai mua, nhưng mà mình sắm lại cái nghề khác thì cũng thêm một số vốn lớn, nhưng mà mình cũng chưa không đủ khả năng. Theo nhiều ngư dân, việc cơ quan chức năng chuyển việc quản lý tàu cá từ công suất sang chiều dài sẽ khiến hàng nghìn tàu phải nằm bờ. Nguyên nhân là các loại máy móc ngư lưới cụ mà ngư dân đã đầu tư cho việc đánh bắt vùng khơi không thể phù hợp cho vùng lộng. Chuyển vào trong lộng này là mình phải đổi nghề tiếp. Mình phải mất một số tiền vốn, mà làm thì làm trong này thì cá ít làm không được, làm không có đủ tổn á, là bạn không có đi, không có bạn mà đi. Làm lỏng có gì vậy, nằm bờ thôi, chứ bán cũng ai mua, tại không đủ kích thước để họ mua về họ làm. Không cấp phép khai thác vùng khơi cho tàu có chiều dài dưới 15 mét, đây là vấn đề các địa phương tại khu vực miền Trung lo ngại, bởi sản lượng hải sản gần bờ vốn đã cạn kiệt. Nếu để hàng nghìn tàu công suất lớn từ vùng khơi vào trong lộng khai thác, sẽ khiến nguồn lợi hải sản đứng trước nguy cơ tận diệt. Trước thực trạng này, thì nhiều địa phương đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét lại quy định đã ban hành, bởi nếu không thể chuyển đổi nghề khai thác từ vùng khơi vào vùng lộng, hàng nghìn tàu cá rất có thể phải nằm bờ. Làm gì để gỡ khó cho tàu cá không đạt chuẩn về kích thước? Đây là vấn đề các cấp, các ngành cần quan tâm giải quyết. Xin được chuyển sang những câu chuyện rất đáng quan tâm khác. Thưa quý bà con, không có nhiều tài chính dư dả, nhưng những người nông dân vùng quê giàu lòng nhân ái vẫn có những cách riêng của mình để gây quỹ làm từ thiện giúp người. Làm việc thiện từ chính mảnh vườn và công sức vun trồng của mình là ý tưởng xuất phát của những mô hình thiện nguyện của nông dân tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi xin mời quý khán giả đến với xã Định An, huyện Lấp Vò để tìm hiểu mô hình trồng rẫy làm từ thiện ở nơi đây. Đây là một buổi phát gạo tình thương của Hội Chữ Thập Đỏ xã Định An, huyện Lấp Vò. Hoạt động này được tổ chức thường xuyên nhằm giúp đỡ bà con nghèo, người già neo đơn trong xã. Hàng năm, phần quà mỗi đợt trao đi đổi lại những nụ cười, sự no ấm, giúp cho những bà con khó vươn lên trong cuộc sống. Tôi thằng nghèo, dạ, giờ ở có một người mình nên là con đi nghèo, nó đi mượn thuê bằng mướn hết trơn. Dạ, con mình miếng cho họ ăn. Tôi 71 tuổi mà tôi bệnh trực tràng, không mà ăn được, nằm bệnh viện bố là 9 tháng rồi, hết tiền hết rồi. Rồi có từ thiện, có này chứ nó anh em cô bác rồi cho gạo rồi. Sống cũng khỏe. Còn đây là một buổi làm đường nông thôn trên địa bàn xã, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Có được các hoạt động ý nghĩa trên là nhờ vào mô hình trồng rẫy cây quỹ từ thiện do Hội Chữ Thập Đỏ xã Định An phát động. Các thành viên của hội cùng những nông dân trong xã đã dành phần đất và cả công sức của mình để trồng hoa màu, bán để gây quỹ từ thiện. Ngoài việc hỗ trợ mua gạo giúp người nghèo làm cầu đường, quỹ trồng rẫy nơi đây còn được trích để nấu cháo cho các bếp ăn từ thiện hay cất nhà tình thương, góp phần an sinh xã hội địa phương. 2 năm thực hiện thì mô hình đã thu lại được 35 triệu đồng. Và mỗi một đợt vậy thì hội đã tổ chức cấp phát gạo trên 50 phần quà cho các hộ nghèo, những người già neo đơn.
Ông Lê Hữu Phần, chi hội trưởng chi hội chữ thập đỏ ấp An Ninh, xã Định An, là một trong số các thành viên tích cực trong phát triển mô hình ý nghĩa này. Ông còn vận động những người quen biết cùng chung tay vun trồng để gây quỹ. Trong cái quá trình làm thì cái ngày mà gieo giống thì cũng nhờ chú Nam với anh em đến sẽ trải thảm, rồi tỉa hột, rồi đến ngày thu hoạch thì tôi sẽ hái và anh em đẩy tiếp. Nhất là vấn đề cực khổ nhất là cái khâu thu hoạch, vấn đề hái và bơm nước, xịt tưới hàng ngày thì chúng tôi lãnh phần đó. Nhưng mà dầu có khổ khó tới đâu, với tinh thần từ thiện xã hội, chúng tôi cũng phải cố gắng nỗ lực để vượt qua để mà giúp cho bà con. Ngoài trồng dưa leo, dựa vào thổ nhưỡng, các thành viên cũng linh hoạt để trồng nhiều loại hoa màu khác. Mỗi giọt mồ hôi rơi trên luống rẫy là mỗi tấm lòng cho đi, mong muốn mang đến những điều tốt đẹp cho mọi người xung quanh. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động. Và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay. 15.000 hectare, đây là con số ước tính diện tích cây trồng bị loài sâu keo mùa thu mới xuất hiện ở nước ta gây hại cho đến nửa đầu tháng 7 này. Sâu keo là loại sâu mới xuất hiện ở nước ta vào tháng 4 năm nay, nhưng rất nguy hiểm bởi sức tàn phá rất lớn, có khả năng kháng nhiều loại thuốc trừ sâu nên khó tiêu diệt. Hiện nay thì loài sâu này đang tập trung chủ yếu trên cây bắp, nhưng nó có thể gây hại cho khoảng 80 loại cây trồng khác nhau. Trên cả nước, diện tích bắp bị sâu keo phá hoại đã lên tới hơn 15.000 hectare và đang có nguy cơ tăng nhanh nếu không có biện pháp phòng trừ hiệu quả. Gia Lai hiện là tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất với diện tích lên tới 5.000 hectare. Nguyên nhân là do tập quán canh tác gối vụ của nông dân trên cùng một diện tích có các trà bắp khác nhau nên tạo nguồn thức ăn dồi dào cho sâu. Để phòng chống, ngành nông nghiệp cũng yêu cầu nông dân cần tuân thủ nguyên tắc 4 đúng khi phun thuốc bảo vệ thực vật, tránh lạm dụng thuốc và gây ô nhiễm môi trường. Với những diện tích bắp bị nhiễm nặng thì có thể biến thành thức ăn chăn nuôi hoặc tiêu hủy để tránh lây lan. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho một chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện mô hình sản xuất đáng chú ý của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Xây dựng nông thôn mới đã, đang và sẽ là mối quan tâm hàng đầu, đóng vai trò quyết định trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một trong những chủ trương lớn nhằm xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phát triển ngày càng hiện đại. Qua 10 năm triển khai, chương trình đã mang lại những hiệu quả tích cực, thể hiện trên nhiều mặt tại huyện Đơn Dương. Bức tranh nông thôn trù phú văn minh hôm nay có thể coi là một minh chứng cụ thể của chương trình này. Cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển, đường giao thông nông thôn được người dân chung tay góp sức cùng xây dựng, tạo nên một diện mạo mới trên vùng đất Đơn Dương khang trang sạch đẹp. Đó là kết quả của công tác dân vận tại địa phương, tạo động lực để người dân tin tưởng, quyết tâm tiếp tục chung tay xây dựng nhiều chương trình khác trong tiến trình hoàn thành mục tiêu nông thôn mới. Về phía huyện đó cũng như là các xã thị trấn cũng đã thành lập cái ban chỉ đạo để mà xây dựng cái nông thôn mới, cái công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng với cả cái hệ thống chính trị trong cái quá trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, cái xây dựng cái nông thôn mới của huyện đã thực sự trở thành cái phong trào sâu rộng và có cái sức lan tỏa ở khắp địa phương, tạo sự chuyển biến về mặt nhận thức của các cái tầng lớp nhân dân trong cái công cuộc xây dựng nông thôn mới. Có cái cảm giác nó được văn minh lắm. Và cũng từ cái chỗ dựa đó mà cái giao thông nó tốt lên và rồi cái làm ăn sản xuất nó cũng được hưởng nhờ những cái con đường nó rất nhiều. Hướng phát triển chủ lực của huyện Đơn Dương là phát triển rau, hoa và chăn nuôi bò sữa. Đây là một trong những địa phương chính góp phần vào việc xây dựng phát triển thương hiệu rau hoa Đà Lạt. Ngoài nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, các mô hình phát triển nông nghiệp còn do người dân tự vận động nhau đầu tư phát triển. Điều này khẳng định vai trò chủ đạo của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Áp dụng những cái khoa học vào thực tiễn vào canh tác nông nghiệp, nâng giá trị sản phẩm lên, là đời sống của bà con nông thôn nó có bộ mặt khác hơn. Tại huyện Đơn Dương, quá trình xây dựng nông thôn mới đã định hướng đúng mục tiêu của chương trình, đó là nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đưa chủ trương xây dựng nông thôn mới thực sự đi vào chiều sâu, phục vụ cuộc sống, phục vụ sự phát triển. Qua đó có thể thấy, để chương trình thành công, nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng đúng đắn và quản lý hiệu quả. Công tác dân vận khẳng định vai trò người dân là hạt nhân của khối đại đoàn kết cùng phấn đấu vì mục đích chung. Nội dung chia sẻ đáng chú ý trong một chuyện nhà nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTVA@gmail.com hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 02633 829930. Kim Quý và Thiên Phước xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.